Rồi, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Em lâu lâu mới có một cái video mà quay về cây của mình. Tất nhiên mùa chợ thôi nhưng mà bây giờ nó là cây của mình nhé. Thì có hai cây chân trâu nhưng mà một cây thì bay rồi, bay cho một bác rồi. Còn cây này thì cũng mới sở hữu ít ngày thôi nhưng mà sắp phải vào Đắk Lắk rồi. Đấy các bác, đấy, hôm nay cố gắng quay lại để có một cái chút gì đấy đánh dấu là nó đã từng là của mình các bác nhé. Đấy, một cái bác bên trong miền Đắk Lắk là miền gì các bác nhỉ? Miền Nam nhỉ? Đấy thì cũng rất mê dòng này, dòng chân trâu này, chân trâu hay là canh trâu này, về cái hoa quả lá và dáng thế của nó, cái thân của nó các bác nhé. Em thì có hai cái đam mê lớn đó là ổi, nhất là ổi hay là chân trâu này, nhưng chân trâu này ít hơn. Đấy, chơi chân trâu rất hay, Trung Quốc rất là chuộng. Thì hôm nay có hai cái cây mà muốn làm cái video, đó là cây chân trâu này hay là cây chuối này, cây chuối này các bác nhé. Đấy, thì bây giờ là trước tiên là để quay cái cây chân trâu này đánh dấu lại, vì trong chiều nay chuyển cho ông bác trong Đắk Lắk này các bác nhé. Rồi. Cây này nó tự nhiên là đúng đậm chất hàng khai thác nha mày. Bệ dễ ở dưới này nó liền nhau nhưng mà em mới ủ nó lại như này thôi, mới trồng được, mới thay cái chậu này mày. Đấy thì bây giờ là sẽ thay sang cái chậu nó cùng tông màu với nâu trầm với cái vỏ này. Cái chậu này thì đợt hôm ấy mua là vì mua gần nhà, nó không có cái chậu màu đen màu nâu thì phải trồng vào. Đấy thì gửi cho bác ấy thì cũng chuyển sang cái chậu cho nó tươm tất hơn một chút. Tổng quan của cây này thì đây nhá, rồi nhá. Bác ấy hơi lăn tăn một chút là nhìn nó um tùm, nó không rõ, nhưng thực sự cây này rất là ok. Rất nhiều bác thích cái cây này đấy các bạn. Một cái vách rất là thiên nhiên trải dài từ đây lên đây. Và chỗ này nó như một con rồng các bạn. Đấy. Thì hôm nay em sẽ tỉa sơ cho nó để gửi vào các bác ý. Ông bác ấy muốn làm như nào thì sẽ làm thôi. Tinh thần là sẽ giữ nguyên cái form tự nhiên này, chỉ cắt tỉa lại bông của nó thôi các bác nhé. Đấy thì quay lại để đánh dấu lại là nó đã từng là của mình. Chân trâu này cái mùa mà gần Tết nha các bác, lá nó chuyển màu đỏ phê lắm, rất đẹp, chuẩn màu xanh. Và cái thân của nó là màu tím các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Gỗ của nó các bác nhé. Bây giờ tỉa sơ cho xong chuyển cái chậu kia cho bác ấy các bác nhé. Nó khá là rậm rạp, có nhiều. Thank you.
các bác nhìn nó rõ nét hơn đúng không? Bạc Dũng Đắk Lắk nhìn thấy nó ok không? Chắc là khi mà em up video này lên các bác vẫn chưa nhận đến cây này đâu, để chắc phải mất một tuần. Đấy thì cho bác đính chính lại cái thông tin là bác mê cây này là đúng nha các bác nhé, bác Dũng nhé. Đấy, đính chính lại thông tin bác nhé. Nó hơi gần tối, nó hơi tối quá, đang mưa, trời đang sầm ấy, khá là tối. Cái thân nó rất là tím đẹp quá nhé. Đấy các bác, chỉ vài phút là nhấc phát là sang chỗ mới mà. Vì là nó vẫn là nguyên cái búi đất của nó cũ thôi. Đấy, chuyển sang rồi tưới đẫm nước để tí đó em chẳng bù vào băng dính rồi nhé. Giữ ẩm đảm bảo nửa tháng không cần tưới. Di chuyển trên xe quá nhé. Chị sẽ cho thủ xốp này bác Dũng nha. Tí nữa sẽ gửi luôn video cho bác xem cây mà bác thích đây. Giờ đã lên đẳng cấp tầm cao mới chưa? Cái tông của chậu phù hợp với màu của cái thân của cây bác nhá. Đấy, đây bác nhìn. Nhiều khi sắm cây lại có cây để giao lưu rồi lại luyện được vào cây mới rất là sướng các bạn. Tất nhiên là mỗi cây đến với mình là một cái duyên các bạn. Khi mà nó vào một cái tay người đam mê thì nó cũng là niềm vui chứ không phải là bán cho một ông đại gia nào ông có tiền ông mua về. Ông có tiền ông mua về. Đấy. Thì ông ấy coi thường nghệ thuật, ông chỉ nghĩ mình có tiền muốn gì cũng được thì nó khác. Thì em sẽ không bán cho những người như thế. Đấy, bác này bác rất đam mê. Và cái dòng này bác ấy cũng chưa biết. Đấy, thì bác ấy muốn chơi thử một cây. Rất là hài hòa hợp lý đúng không bác? Thân thế rất quái, rất tự nhiên, rất là rừng rú. Rất thích cái bộ trải dài này. Ngày xưa em định tách làm hai cây như này này. Cây này là một cây cũng ra gì siêu siêu một tí. Đấy. Đây là một cái sumo lùn. Nhưng mà như thế thì nó mất đi cái vẻ hoành tráng của cây bác. Như này mình để này hay hơn. Thì nó đã có bông tán như này rồi. Đấy. Rất hấp dẫn đúng không bác Dũng? Bác sẽ nhìn lại với con mắt khác đối với cây này bác. Rồi. Giờ đóng thùng để chuyển cho bác nha. Cũng sắp tối rồi. Bác nha. Hẹn gặp lại cây này khi mà đã vào tay bác Dũng bác nha.